mỗi sáng thức dậy thường loài tính toán, việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thế xuân chẳng còn son. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Nước này uống nước này, bớt nóng bớt nóng. Bực mình ghê luôn á, thiệt á, đi dạy mà gặp toàn cái gì đâu không à. Cô giáo bớt nóng. Thôi đi. Đi dạy mà, thì học trò phải có đứa này đứa kia chứ. Chuyện gì? What's up girl? Nào, calm down, calm down, calm down. Bình tĩnh em nghe, nói, help me. Gì vậy? Ôi ôi, chị đang dị ứng với mấy cái từ tiếng Anh đó lắm á. Nói tiếng Việt bình thường giùm chị cái đi. Có chuyện gì vậy? Thiệt sự luôn á, chị đi dạy, chị rất là khổ tâm. Chị dạy một đám con nít là chị đã rất là kềm lòng chị rồi, chị không có dám đánh rồi, em hiểu không? Mà vô không nghe lời chị, trời ơi, chị máu chị lên tới não luôn á. Không nghe lời làm sao, thì con nít mà. Đây nè, chị nói cái đơn giản nha. Chị dạy tiếng Việt thì trong một cái giờ học đó chị dạy một cái đoạn văn, một cái đoạn thơ, thì các bạn phải đọc theo lời chị chứ, đúng không? Đúng, đúng. Không đúng. Nghe, cãi lại chị. What's up? Đừng có đọc mấy cái đó. Chuyện gì xảy ra? Thiệt luôn á. Thì nè, chị dạy một cái câu thơ vậy nè. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Một câu tiếng Việt quá hoàn hảo, quá hoàn chỉnh, đúng không? Thì các bạn học, các bạn phải đọc theo lời của cô giáo chứ. Không em, đọc cái gì á? What does it mean? Là cái gì? Là nó hỏi chị cái nghĩa làm sao á. Ừ, rồi what happened? Rồi chuyện gì xảy ra? Ừ, chị vậy, chị đâu có cần nó hỏi mấy cái đó đâu. Chị cần đọc theo cái câu văn của chị dạy thôi, em hiểu không? Mà không đọc, suốt ngày vô học tiếng Anh nói cái gì đâu không à. Chị rất là khó chịu mà con ai? Con của bạn chị nữa. Làm sao chị dạy đây? Làm sao chị đánh đây em? Nhưng mà em nghĩ là học tiếng Anh nó cũng cần thiết mà chị. Không em suy nghĩ vậy là bậy rồi. Tiếng Anh phải ra tiếng Anh, nó có giờ học tiếng Anh đàng hoàng mà. Giờ học tiếng Việt là phải học tiếng Việt, giờ học tiếng Anh là phải học tiếng Anh. Làm sao mà cứ giờ học tiếng Việt mà vô đọc tiếng Anh như vậy được? Làm sao chị chịu nổi? Thì bây giờ mình phải làm cách nào đó để trung hòa hai cái đó đi. Không có trung hòa được, giờ học nào ra giờ học đó. Làm vậy chị có nổi điên không? Ủa, sao tự nhiên bữa nay bà qua tới đây luôn vậy? Tôi đi công chuyện, sẵn tiện ghé đây luôn. Rồi làm gì mặt căng thẳng vậy? Làm gì căng thẳng vậy? Giờ không biết nói với hai người sao luôn á. Vụ gì? Gia Khang á. Nó sao? Gia Khang sao? Nó đi học á mà nó chơi với bạn không có nói tiếng Việt. Nó nói tiếng gì ngộ lắm bà ơi. Mà cái tiếng như là tự chế cái tiếng gì mà nghe không rõ, nghĩa là lạ lạ. Mà nghe không lầm là tiếng Anh á. Mà tiếng Anh không nói kỳ lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Một hai buổi anh văn miễn phí làm chi? Em bắt đi học làm gì rồi bây giờ con anh lẫn lộn ngôn ngữ luôn. Ủa? Thì em nghĩ như vậy là tốt cho nó biết thêm thứ tiếng thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà em chỉ nghĩ là ở nhà nó mới nói vậy, em đâu có biết là vô trường nó cũng nói vậy với bạn bè đâu. Ủa nhưng mà hôm bữa em có hỏi ý kiến anh. Rõ ràng là em có hỏi ý kiến anh và anh đồng ý. Cái hôm bữa em tính là hỏi ý kiến anh luôn á hả? Cái đó là em nói là em hỏi ý kiến anh. Anh nói ok, đúng không? Ok. Thôi nói nghe nè. Thôi đừng có cãi nữa. Mà quan trọng là thằng Gia Khang nó kêu tôi đổi giờ học tiếng Việt thành giờ học tiếng Anh hết. Sao? Ủa là sao? Bailey mời cô uống quá trời. Hả? Ủa? Con nói gì? Nó nói gì? Ủa là ai làm gì con nói quá trời đó? Không phải. Cái tiếng tự chế nè. Cái gì? Ngôn ngữ gì lạ vậy? Ngôn ngữ con tôi mới phát minh luôn hả? Cười miếng chi ạ? Con cười miếng chi ạ? Con trai ơi. Chào quý vị khán giả, tôi là diễn viên Thùy Trang. Hôm nay tôi xin chia sẻ bí quyết lần đầu làm mẹ. Như quý khán giả cũng đã biết rồi, làn da của trẻ sơ sinh rất là nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, nên khi chúng ta ra ngoài phải che chắn thật là kỹ.
Và quý khán giả cũng biết là khi mà đi ra đường thì chúng ta cũng nên mặc đồ cho bé thật là thoải mái để chúng ta có thể dễ dàng thay bỉm cho bé. Đó là cái công việc mà chúng ta làm hàng ngày ở nhà đối với trẻ sơ sinh. Trời ơi, gì vậy? Ủa, cái chuyện mà bà talk show đó là cái chuyện rất là bình thường mà, làm gì tự nhiên bữa nay bà nghiêm trọng, bà nó đặt vấn đề như vậy? Tôi nhớ là một năm bà làm ít chứ cũng 10 cái show của bà. Bà thót tối ngày mà làm như lần đầu, làm gì lắp bắp. Ê, cái đó bà bậy. Hồi đó 10 cái show là làm cái gì tôi không biết, chứ đây là show lần đầu làm mẹ bà ơi. Trời ơi, nhưng mà làm mẹ cũng biết bao nhiêu thời gian rồi bà ơi, bà truyền đạt cái kiểu gì mà thiệt á. Ủa, bà, tôi nói cho bà nghe nè, bà cứ đem cái kinh nghiệm làm mẹ của mình ra rồi mình thót cho mọi người nghe. Bà đem kinh nghiệm của bà ra người ta biết bà dở sao má. Trời ơi, trời ơi, bậy. Thôi mệt quá đi. Kêu mấy bà qua đây chỉ tôi chứ kêu mấy bà qua đây mỉa mai tôi chứ. Thôi trời, đi về hết đi. Thôi. Bà không có kinh nghiệm cho nên tụi mình là những người tràn trề kinh nghiệm làm mẹ, tụi mình phải chia sẻ chứ. Trời đâu có, nhìn bà nhìn bà nói xong cái hết hứng làm mẹ luôn á, muốn chuyển khoa luôn đó trời. Thôi đi về đi. Bà này kỳ cục. Thôi yên tâm. Sao? Tôi sẽ chỉ cho bà một người tràn đầy kinh nghiệm làm mẹ. Ai? Khánh Ngọc. Hả? Chụp hình cho nha. Nắm tay nè, nắm tay nè. Đây, đây. Alo. Em giao hàng. Sao em không gọi trước cho chị? Bây giờ chị không có ở nhà. Thì một chút nữa em quay lại em giao cho chị. Cái gì? Ok ok, để chị về. Ok ok. Rồi, ok. Chú có thấy một đứa bé khoảng 1 tuổi nằm trong nôi màu xám xám đỏ đỏ không chú? Là cô hả? Dạ. Vậy mà tôi cứ nghĩ ai mang con bỏ công viên này. Dạ. Chú. Đây nè, cháu nãy giờ nó vẫn còn đang ngủ. Dạ, cảm ơn chú. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Làm quá hà. Nhưng mà dù sao thì cảm ơn mấy bà nha. Không có mấy bà, một mình tôi không biết làm sao mà chuẩn bị xong cái thôi nôi của Huy Khánh luôn á. Trời ơi, bạn bè nhau mà có gì đâu cảm ơn. Thì mua vài cái túi xách hàng hiệu tặng tụi tôi được rồi. Nghĩ đi ha, để dành tiền đó để tôi đi kiếm người giúp việc. Trời ơi, cái thời buổi gì mà kiếm người giúp việc khó quá trời vậy đó. Yên tâm đi, tôi đã gọi lên trung tâm giới thiệu việc làm rồi. Họ nói là khoảng nay mai gì họ gọi cho mình á. Còn tôi là tôi gọi về quê nhờ mấy bà hàng xóm ở dưới đó rồi. Khi nào mà tìm thấy được cái người nào mà thấy tin cậy là tôi giới thiệu bà liền, khỏi lo. Còn tôi á, tôi là người đốc thúc hai người này làm công việc đó cho bà đó. Rảnh quá. Ủa, rảnh mà. Trong bệnh viện bữa nay không có gì làm hả? Ít lắm, ít thiếu nhi, ít bệnh nhân rồi lắm. Cũng mừng ha. Ê, nhưng mà tôi thắc mắc nha. Hả? Nếu như bà tìm được một vú em giúp việc rồi á, bà có quay lại công việc đóng phim của bà không? Thì cũng đã nghỉ một năm rồi thì cũng hơi nhớ nghề. Cũng muốn quay lại nhưng mà tại vì Huy Khánh nó còn nhỏ, mình phải ở nhà mình chăm sóc nó chứ. Chắc là có lẽ nghỉ thêm một thời gian nữa xong rồi đợi Huy Khánh lớn lên rồi mình đi làm lại. Yeah! Với tư cách là một bác sĩ khoa nhi, tôi hoàn toàn ủng hộ bà mẹ tùy trang bỉm sữa. Đừng nghe được bà không chừa tuyên dương đâu. Ủa bởi vì trẻ em rất cần cái sự quan tâm đặc biệt từ mẹ của mình. Và sự quan tâm đặc biệt đó là gì? Ở bên cạnh và chăm sóc cho con của mình, cho em bé của mình. Đi qua đây. Đi qua đây. Thanh 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 thanh. Bắt đầu phát biểu nha. Rồi phát biểu đi. Thì nghiêm trọng chút xíu. Thì
Đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ mình. Và vì cái sự ủng hộ đó và vì tình yêu của một người mẹ vĩ đại, nên là mẹ Thùy Trang sẽ cố gắng cố lên, cố hết mình, cố lên, cố lên, cố lên là một bà mẹ tốt. Yeah. Ai vậy? Ai biết? Đi ra mở cửa cho. Ừ. Chào chị. Dạ, chào cô. Tôi tên là Hồng, ba của bé Hư Khánh. Thôi tôi đến đây để làm chú nuôi. Trời ơi, vậy thì tuyệt vời quá. Ôi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Em đợi chị lâu lắm rồi. Vô nhà đi chị. Dạ. Thùy Trang ơi, vậy thì thông qua chương trình này bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với Talk Show lần đầu làm mẹ ngày hôm nay không? Nói là nhắn nhủ thì Trang không dám. Thì Trang chỉ đúc kết kinh nghiệm từ mình thôi. Thì đây chỉ là kinh nghiệm từ Thùy Trang thôi. Trẻ nhỏ rất cần sự yêu thương và chăm sóc từ người mẹ. Và cái sự yêu thương đó được thể hiện khi chúng ta chơi đùa và chăm sóc cùng con. Cảm ơn Thùy Trang đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Muôn buông xuôi đều lo cho chính ta. Ngày ngày ra phố mua sắm là cả. Tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắp gần sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương. Mẹ tiễn sữa em đời.